bày 70 tác phẩm tiêu biểu để chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Anh em chúng em xin mời các anh chị cùng ngắm tiếp ạ. Mình bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Bắt đầu từ ngoài này hả? Nhiều cây quá mà cây nào cũng đẹp nên không biết bắt đầu từ đâu. Đây vẫn các bác vẫn đang chỉnh sửa thêm để cho nó chỉnh chu thêm. Sửa rồi nhưng mà nó lại lên nhanh quá. Vâng. Giờ nó lại hơi xù xù một tí, sửa lại một chút. Vâng ạ. Mời anh ạ, tiếp tục ạ. Cảm ơn. Đây là một cái, mời các bạn đến với một cái bố cục. Khu này gọi là một cái bố cục. Thì sức thúc cái sắc thiết của các anh cũng có một cái sự kinh tế. Thì mời các bạn đến với những cái rất kỹ luôn, đúng không? Rất kỹ. Dê nó chảy nhỉ? Không phải lên trên đi. Đúng như một dòng suối luôn. Một dòng suối, một cổ thụ thu nhỏ tác phẩm suối nguồn. OK, lên đây. Thì đang ở miền Bắc nhưng mà cái những cái không gian cảm nhận là cái chủng loại ấy, nó có thể là nó xuất phát từ miền Nam, bởi vì một cái cuộc hội ngộ ba miền festival là cái chung nhưng mà cũng là một cái ý nghĩa là hội ngộ ba miền. Dạ. À, hội ngộ ba miền thì hôm nay bạn thấy những cái tác phẩm ở trong miền Nam đã có sự kiện không ạ? Cái bộ dăm của người chưa quá đẹp luôn. Dạ. Yeah. Cây này nhiều năm tuổi lắm rồi. Thông. Cây này là thông. Từ cái cụ suối nguồn này, xong rồi tiếp theo là tác phẩm Trực Hoành Thiên Cổ. Cái thông đúng không anh? Của nhà vườn Như Quỳnh. Như Quỳnh. Bonsai Như Quỳnh Center. Trời ơi. Và hình như ngày hôm nay nhà vườn Như Quỳnh Bonsai Center đang rất là cho cái này ra ngoài đúng không? Đang có rất là nhiều tác phẩm được trưng bày cái khu vực này. Mỗi một tác phẩm lại mang một cái màu sắc riêng và xin mời quý vị cùng ngắm ạ. Đàn chín Hương Yên chào quý vị. Không, con này đấy. Ông nó che. Đây là phụ thông và phụ mẹ. Không. Không đẹp. Anh ơi, cây me này đặc biệt quá. Nguyên phong đặt tốt cả. Lại còn được treo một chút chi. Quá trời, cái view này đẹp quá. Trời ơi, cái bông tay của nó đẹp chưa anh ơi. Nhìn phong tranh quá. Đẹp luôn. Mình gọi là cái view chịu đô. Nguyên phong đặt tốt. Cái tác phẩm này mang tên nha. Của nhà bonsai Như Quỳnh Hưng Yên. Thì quá nhìn phong tranh nhờ dáng cây ấy anh ạ, rất đặc biệt. Đây, nhìn mặt bên này nha, mặt này cũng đẹp. Ví dụ như mặt này anh em
vì mặt nào cũng đẹp. Có cảm giác rằng là rất là yên bình đúng không anh? Đúng rồi. Như kiểu là đang giác đúng rồi. Tổng ra anh em mình lại gặp nữa rồi. Lại gặp nhau ở tại Hà Nội. Miền Nam gặp nhau tại Hà Nội. Hôm qua anh em mới gặp em Giang xong. Anh em mới có giao lưu ở An Giang xong. Cách đây mấy tuần nay rồi. Đến rồi, chúng ta sẽ chờ đón chủ nhân của tác phẩm của anh Đàm Nhất Hoa. Anh ơi, anh có thể chia sẻ cho chúng em cảm xúc của mình. Của mình ngày hôm nay khi mà tác phẩm của mình đang được đứng ở vị trí này đúng không ạ? Quá đẹp. Anh cho em xin phép em được bước vô nha để em được. Dạ. Vâng ạ. Chúng em xin phép được bước vào gần ạ. Bước vào đây mới được gần cái cảm xúc chứ đứng xa quá. Không sướng. Dạ. Thực ra là không được sờ đâu nhưng hôm nay bọn em cứ cố gắng lắm. Bọn em xin phép anh được sờ. Tác phẩm rất nhiều ở trên những cái nền tảng YouTube. Nhưng mà đây là một cái đợt, một cái dịp được chứng minh tài sờ để cho anh xin phép anh sờ. Nói chung là... Dạ, đúng rồi. Đây là cái khối ở bên trong này. Trên màn hình thì các bạn sẽ thấy là nó rất là đơn giản. Nhưng mà ở phía ngoài nó có sự tinh tế, từng ly ly như vậy. Chứ không phải là đơn giản là gì em đó. Được trải nghiệm và được làm cái em biết cái sự tinh tế đấy. Nói chung là đẹp, phải nói là đẹp. Mà để phân tích sâu một cái cây thì cái đôi lúc mỗi người có cái suy nghĩ riêng thì cái đó mình không can thiệp vô, nhưng mà cái cảm nhận ở trên một cái ý tưởng của mỗi con người đó, nó sâu lắm lắm. Em nghĩ nhiều khi đẹp hơn anh, cái cách suy nghĩ của em, anh nghĩ như vậy là đẹp nhưng mà đối với em là đẹp hơn. Dạ. Đẹp hơn anh nghĩ. Đúng luật đó là cái cảm xúc anh sẽ lớn hơn em. Tại vì anh là người tạo ra những cái tác phẩm đẹp tinh tế ở độ này. Nhưng mà đối với em có thể hơn anh. Là tại sao? Tại cái cảm xúc em nhiều hơn anh. vì em là người thưởng thức đúng không? Đúng là cái đẹp thì nằm trong con mắt của kẻ si tình đúng không ạ? Bởi vậy tại sao có những tác phẩm mà của anh thuộc về người khác, cái cảm xúc của người ta cao hơn anh, người ta sẽ sở hữu tác phẩm của anh. Anh nghĩ tới đó là đủ rồi, nhưng mà người ta chưa đặt, người ta sẽ đem về, người ta cứ duy tiếp, nó thành những tác phẩm độc đáo, đăng tải cao hơn. Giá trị của một tác phẩm. Em có coi trên nhiều cái YouTube rồi. Bữa nay mới gặp thật rồi. Dạ. Cho cái thu gọn cái bố cục lại. Cái setup á. Thu gọn cái bố cục lại. Chứ để nằm, nếu như cái bố cục sắp đặt á, mà không có cái này thì cái cây nó nằm loạn. Nó giống như một cái khu nền nhà, cái bố cục của nó. Phối cảnh ấy, nó gọi là phối cảnh ấy anh. Thế là đồ quý thế nào, đồ quý. Tân tài đến. Tân tài đến quý vị ơi. Tất cả những cái cây đẹp ở miền Bắc em đã từng xem cái video, em người Việt Nam em xem, nhưng mà em đến đây em nhìn nó không có giống nhau đâu, nhà hết cảm xúc khác nhau. Đây là tác phẩm của anh Nguyễn Đình Quyên ạ, thần tài phủ mộc. Có những khán giả khi mà người ta xem tác phẩm đó, sao mấy cây ở ngoài này nó giống đâu vậy ta? Không phải đâu các bạn ơi, ngộ nhận nha. Cái từ đó các bạn xin dừng cái ý tưởng lại và các bạn hãy đến trực tiếp những tác phẩm các bạn mới dùng được. Khác nhau nhiều lắm. Với những đôi tay vàng của các bạn nha. Chờ Long Đàn Phượng Vũ, chủ sở hữu Nguyễn Văn Trung, thành phố Hưng Yên.
À, qua bên Long Đảo phục vụ văn phòng. Tiếp theo bên đây là cây gì anh? Đây là song long cọ phúc. Song long cọ thạch ạ. Song long cọ thạch. Hình như là một cái cảnh là một tiếng ở đây. Dễ bụng đã chưa? Đẹp lắm. Rồi qua bên đây, bên đây, bên đây. Tiếp theo xin mời quý vị ạ. Đây là tác phẩm thứ hai. Đây là Lưỡng Long Vạn Thọ. Lưỡng Long Vạn Thọ. Đẹp lắm. Vâng, tiếp ạ. Xin được giới thiệu tác phẩm Xuân Phong Lục Diệp của nhà vườn anh Hùng Men. Đây, tác phẩm của anh Hùng Men. Đến từ Cần Thơ. Thấy quen thế. À, thốt nốt Cần Thơ này anh Trực. Đó, gần nhà anh Trực luôn này. Thốt nốt Cần Thơ xin chào anh em ạ. À. Quá đẹp. Đẹp này. Sân cỏ. Không biết lần này anh Hùng Men mang ra đây nhiều cây không anh Trực ơi? Hình như là 6 đến 7 tác phẩm gì đó. Chúng ta còn ít tiền. 6 đến 7 tác phẩm. Đẹp quá. Thế thì anh phải đến từ lúc 4 giờ sáng anh tỉa rồi mang ra đến tận 6 giờ sáng. Rồi, ok, ok. Chúng ta bên... Xin mời tất cả các anh chị cùng ngắm cây của anh em chúng ta tiếp ạ. À.